Xin chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính Bất Động Sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Giá vàng hôm nay ngày 28 tháng 11 trên thị trường thế giới tiếp tục tăng trong bối cảnh nhiều thông tin đang hỗ trợ kim loại quý. Giá xăng dầu thế giới trượt xuống mốc 80 đô la một thùng, còn giá USD quốc tế vẫn chưa ngừng giảm. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nha! Chốt phiên giao dịch đầu tuần ngày 27 tháng 11, giá vàng miếng 9.999 của SJC tại thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết ở mức 71,7 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 72,5 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Còn giá vàng miếng 4 số 9 của SJC được niêm yết tại Hà Nội ở chiều mua vào ở mức 71,7 triệu đồng mỗi lượng và ở chiều bán ra là 72,52 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng Doji tại Hà Nội kết phiên ngày 27 tháng 11 ở mức 71,5 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra là 72,5 triệu đồng lượng. Giá vàng quốc tế giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 21 giờ 13 phút ngày 27 tháng 11 giờ Việt Nam ở mức 2010,4 đô la một ounce, còn giá vàng kỳ hạn ở mức 2033 đô la mỗi ounce. Giá vàng hôm nay ngày 28 tháng 11 trên thị trường thế giới tiếp tục tăng trong bối cảnh nhiều thông tin đang hỗ trợ kim loại quý. Giá vàng trong nước ổn định trên mức 72 triệu đồng mỗi lượng. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 27 tháng 11 ở mức 23.947 đồng mỗi đô, tăng 20 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại ngày 27 tháng 11 giảm nhẹ, cuối phiên được niêm yết quanh mức 24.045 đến 24.415 đồng USD mua vào bán ra. Giá xăng dầu hôm nay ngày 28 tháng 11 trên thị trường quốc tế vẫn chưa rất đà giảm. Giá dầu đã trượt xuống mốc 80 đô la một thùng. Giá dầu tiếp tục đi xuống khi giới đầu tư chờ đợi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh đạt được thỏa thuận hạn chế nguồn cung đến năm 2024 vào cuối tuần này. Tại thị trường trong nước, giá xăng E5 giảm về mức 21.690 đồng một lít, giá xăng RON95 hạ về 23.020 đồng một lít, giá dầu diesel hạ về 20.280 đồng một lít, trong khi giá dầu hỏa giảm còn 20.940 đồng một lít. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng với mặt hàng gạo nguyên liệu và thành phẩm. Theo đó, tại khu vực An Giang, lúa om 5.451 ở mức 9.000 đến 9.200 đồng mỗi kg, lúa IR504 duy trì ổn định ở mức 8.700 đến 8.900 đồng mỗi kg, lúa om 18 ở mức 9.100 đến 9.200 đồng kg, nàng hoa chín ở mức 9.200 đến 9.300 đồng mỗi kg, lúa om 18 ở mức 9.000 đến 9.200 đồng kg. Đối với các loại gạo nguyên liệu và thành phẩm hôm nay bật tăng sau phiên đi ngang cuối tuần. Theo đó, giá gạo nguyên liệu om 5.451 Việt tăng 200 đồng mỗi kg, lên mức 13.350 đến 13.450 đồng mỗi kg. Gạo thành phẩm om 5.451 tăng 50 đồng mỗi kg, lên mức 15.550 đến 15.600 đồng kg. Bạn thấy giá cả thị trường hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết nhé! Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu quý khán giả có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, có thể chia sẻ bằng cách comment vào phía dưới video này. Và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe cho kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.